Yamaha Exciter từ lâu đã là cái tên quen thuộc và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong phân khúc xe côn tay underbone. Ở thị trường Malaysia, mẫu xe này được biết đến với tên gọi Yamaha i 16 zr cũng đạt thành công vượt trội. Mới đây, hãng xe máy Yamaha mang đến một làn sóng mới tại thị trường xe côn tay với phiên bản đặc biệt của mẫu xe Exciter với tên gọi i 16 zr Edition, nhằm kỷ niệm 6 triệu chiếc i 16 zr đã được bán ra phiên bản này bán ra với số lượng giới hạn chỉ 3.000 chiếc. Chiếc xe sở hữu thiết kế độc đáo và trang bị hàng đầu, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ với Honda Winner X. Về thiết kế, Yamaha i16ZR Edison nổi bật với phối màu bất đối xứng, tạo nên vẻ ngoài cá tính và thu hút. Đây không chỉ là sự khác biệt về màu sắc mà còn là điểm nhấn thiết kế, giúp mẫu xe này mang phong cách thể thao và cao cấp. Phiên bản giới hạn này còn được trang bị logo phát sáng độc đáo tự động nổi bật trong điều kiện thiếu sáng tăng thêm phần ấn tượng cho chiếc xe khi di chuyển vào ban đêm. Không chỉ dừng lại ở đó, đồ họa UV đặc biệt trên thân xe có khả năng thay đổi màu sắc theo ánh sáng, làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Số seri được khắc riêng trên mỗi chiếc xe càng làm tăng giá trị sưu tầm, biến mỗi chiếc i 16 zr thành một dấu ấn riêng của người sở hữu. Không chỉ có thiết kế đẹp mắt, Yamaha Y16ZR Edition còn sở hữu loạt trang bị cao cấp Xe được tích hợp bằng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD lớn, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành. Hệ thống đèn pha và đèn hậu LED hiện đại mang lại ánh sáng sắc nét và tiết kiệm năng lượng. Một trong những nâng cấp đáng giá là, phanh đĩa trước đường kính 267mm tích hợp công nghệ ABS, giúp đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra, mẫu xe máy này còn được hãng trang bị cổng sạc tiện dụng, chìa khóa thông minh SmartKey cùng nhiều trang bị khác nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người lái. Yamaha Y16ZR Edison sở hữu động cơ mạnh mẽ với dung tích 155cc, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, sản sinh công suất 17.7 mã lực và mô men xoắn cực đại 14.4 Nm so, với đối thủ trực tiếp Honda Winner X có công suất 15.4 mã lực và mô men xoắn 13.5 Nm, xe tỏ ra vượt trội hơn về sức mạnh. Xe còn được trang bị hộp số 6 cấp và bộ nồi chống trượt slipper clutch, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và mang đến cảm giác lai phấn khích. Đây là một điểm cộng lớn với những ai đam mê tốc độ và mong muốn sở hữu mẫu xe côn tay có hiệu năng cao. Tại Malaysia, Yamaha i16ZR Edison có giá bán khoảng 73 triệu. Mức giá này nhỉnh hơn đôi chút so với phiên bản tiêu chuẩn khoảng 61 triệu, nhưng vẫn ở mức hấp dẫn, đặc biệt là với số lượng giới hạn và những ưu điểm nổi trội. Khi mua phiên bản đặc biệt này, khách hàng còn nhận được các quà tặng hấp dẫn như mũ bảo hiểm, đồng hồ g sốc, xe đồ chơi i16ZR và chứng chỉ bằng kim loại với thiết kế đẹp mắt, trang bị hàng đầu, cùng mức giá hợp lý, Yamaha i16ZR Edition đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng đam mê xe côn tay.